Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Út Chiến Channel nha. Hôm nay là thứ hai và Út Chiến có hẹn với lại chị Giao đưa hai bé sơ sinh là bé bột với bé sữa đi khám bệnh các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay gặp một cơn mưa rất là to. Bây giờ đi hẹn nhau 6 giờ nhưng mà bây giờ gần 7 giờ rồi mới tới được. Thôi mọi người theo danh Út Chiến để mà ghé vào thăm hai bé ha, để xem bây giờ hai bé như thế nào rồi. Và mình cũng đưa hai bé đi khám bệnh xem tình hình sức khỏe như thế nào. Riêng bé bột đó là bé Tuyết Linh á, thì xem có đủ điều kiện để mà phẫu thuật hay không. Nếu mà được thì phẫu thuật cho bé luôn ha. Rồi mình tới nơi rồi nha mọi người. Bây giờ vô coi hai bé chuẩn bị xong chưa ha. Hello mọi người. Chờ nè. Xong rồi ha. Rồi đây nè, bé chờ nè. Đây. Rồi. Chờ bé bú xong nữa rồi đi. Bú no rồi đi. Đây ấm áp rồi ha, đứa nào cũng có cái chăn chùm lên người rồi. Đó, chưa. Quá đẹp rồi. Quá đẹp. Mày uống chưa, bé này uống chưa? Rồi. Uống rồi ha. À, còn mỗi bé này. Đó, bé đang núp núp rồi. Này đây mới đầu uống đúng không? Đó, sẵn sàng rồi nha mọi người. Bây giờ là chuẩn bị tới bệnh viện để khám, để xem tình hình sức khỏe của hai bé thế nào. Trước khi đi là cho hai đứa uống no nê rồi. Chồng kín mít luôn. Anh ra ngoài sáng hay khó chịu á. Mặt con này nổi mấy cái bông sữa lên có sao không? Bình thường mà đúng không? Ừ, bông sữa mẹ. Mày có nổi không? Có, đứa nào cũng nổi luôn. Vậy hả? Kỳ ta. Bông sữa lên nó nổi. Sắp sổ sữa hả? Rồi, hello mọi người, bây giờ thì đưa hai bé qua bệnh viện nha. Hai ông ngủ lăn quay rồi, chùm kín mít. Vô. Dỗ mày chửi nó bú ngủ à. Chưa ngủ luôn quậy thêm nữa. Ấm nó bú nó chịu chịu mà chưa hồi mê mới bỏ xuống được. Qua tháng thứ 3 là đỡ. Tại vì ban ngày nó ngủ đó. Vậy ban ngày á cô ngày chú đừng có cho ngủ nhiều quá. Vậy hả? Ừ. Tao nói mày không nghe. Ban ngày ngủ nhiều quá, đêm thức quậy. Ừ, ban ngày ngủ đi vì tối thành ra nó phải ngủ phấy thôi. Đích nào cũng vậy. Bây giờ là tới cổng bệnh viện đó mọi người, đi cho đứa này vô rồi giờ làm thủ tục rồi mình đem đi khám ha. Hello mọi người, bây giờ thì đang làm những cái thủ tục để mà nộp sổ cho hai bé ha. Đây là bé Tuyết Linh nè, tức là bé bột đang nằm ngủ, sáng uống sữa nhiều rồi. Còn đây là Yến Linh, là bé sữa thì đang thức mơ màng. Đây mọi người, đây là hai cái sổ mới cho bé luôn. Bây giờ đi khám tổng quát với lại đi khám mắt. Hai đứa là đang ngồi đợi tới lịch khám. Giờ lớn là hai đứa nó giống nhau quá, không có biết đứa nào với đứa nào luôn. Nhìn kỹ mới biết. Này trắng hơn là bé em. À, bé em là bé sữa, còn bé này là bé chị. Bé bột. Cho dễ gọi. Chứ không mà dễ lộn lắm. À, đen là bé bột, trắng là bé sữa.
đây mặt cái hơi nha. Bé là bị bệnh mắt rồi nên là xíu nữa là sáng mắt. Mắt bé này là bình thường đó mà. Bé này bình thường, bé này. Nhưng mà tí nữa mình cùng kiểm tra luôn. Dạ, đúng rồi. Hai đứa. Kiểm tra cả một đứa là tiêm cấp hai đứa luôn. Ấm sinh đôi là thường là làm gì làm bé y chang luôn ha. Để hai bé kia sinh đôi cũng có mấy đó. Nhỏ hơn này luôn á. Dạ. Yeah. Này cũng sang đôi luôn nè. Sinh đôi đúng rồi. Được là mấy tháng rồi? Dạ. Dạ, bên này là được ba cái mấy rồi. Không, hồi lúc mới xanh á. Mới xanh là một cái mấy. Cái mấy? Cái tư. Cái tư rồi. Cái tư thì giờ được 31. Đây cũng có hai bé mới xanh dễ thương đó. Này được mấy tháng rồi chị? Dạ mới có 1 tháng. À, tháng lẻ mấy ngày. Tháng được rồi. Mấy ký chị? Dạ, được, lúc hồi nãy bây giờ cân hồi nãy được 2,7 với 2,6. Vậy là tốt rồi. Dạ. Chỗ này đó. Xong rồi có ký mấy à? 2,6 rồi. À, hôm nay sang năm nay tự nhiên sang đôi nhiều ha, đi đâu cũng sang đôi. Hai đứa gái. Gái luôn. Hai đứa gái. Này bôi cho lên trán bé làm sao để làm gì ạ? Dạ đúng rồi. Nghẹ. À, đâu nghẹ. À, ông táo hả? Để ông táo giờ bảo vệ quá không? Lisa xin ông táo. Dễ thương mọi người. Đi tới bệnh viện cũng có gặp mấy cặp bé sinh đôi luôn. Nãy giờ gặp ba cặp bé sinh đôi. Không biết năm nay là năm gì mà sinh đôi rất là nhiều luôn. Đi đâu cũng gặp em bé sinh đôi. Giờ xong rồi ha. Dạ. Về đâu lận? Giờ chạy về Tiền Giang. Ồ, xa lắm. Dạ, đi làm gì? Xe hơi. Thôi, chúc hai bé về Việt Nam. Dạ. À, chào anh. Dễ thương mọi người, lại thêm hai bé sang đôi nè. Bây giờ là, nói chung là chưa có chẩn đoán là bé bình thường hay không á. Bây giờ thì phải đi siêu âm bột gan với lại đo tay ha. Bây giờ là cái này á là đi qua chỗ 23 nha, số 23 đầu kia, chỗ này là đi qua số 7 để mà đóng tiền nha. Dạ, đây là ngồi cho bé ha. Rồi, đói quá rồi. Chờ đi vào để khám tiếp theo nha mọi người. Bé bột là bé đã đói quá rồi, tỉnh giấc rồi. Giờ đòi uống sữa rồi mà bác sĩ nói là chưa được uống sữa cho tới khi nào mà khám xong. À, anh nghe dậy nè, bắt đầu xe rồi. Leo leo leo. Bên này thì bé sữa đang nằm ngủ. Bé sữa đang nằm ngủ phê pha luôn. Giãn tay giãn chân ra ngủ. Đi khám về hả? Bé bụng không? Tới nhà nha.
Rồi hai đứa vô nhà. Xong rồi quá là khám rồi, quá trời lâu luôn. Được cái đèn không? Rồi hai đứa nào ngủ ha. Mọi đứa một cái gối rồi, nào ngủ. Coi có đứa nào vệ sinh gì không? Thay quần cho nó. Hello mọi người, hôm nay là đi khám xong. Là hai bé là tương đối ổn luôn Giao ha. Tuyết Linh thì gần như là không có cái triệu chứng gì cả, tất cả đều bình thường. Còn Yến Linh thì có một vài cái nó cũng không thành vấn đề, nhưng mà phải đi khám để mà xem lại. Thì một tuần sau á thì bé Yến Linh sẽ đi khám trở lại để mà xác định xem nó có cái hiện tượng gì hay không. Nếu mà không có thì bình thường. Nói chung là hai bé sinh non nhưng rất là may mắn là bác sĩ xác định là khỏe mạnh, không có gặp nhiều vấn đề và có thể là không có phải phẫu thuật nếu như mà nó không có cái biến chuyển nặng. Thì đây hai bé về rồi, ngủ rồi mọi người. Đây là cởi ra rồi, không biết đứa nào luôn. Đây là Tuyết Linh nè. Tuyết Linh là bình thường. Tuyết Linh tuần nữa đi quay khám lại. Yến Linh bị cái tai, còn Yến Linh không. Tuyết Linh thì bác sĩ nói khi nào đi khám mắt rồi khám tai luôn, không có cần thiết. Nên là bữa sau là chỉ cần Yến Linh theo đi thôi. Một tháng sau thì Tuyết Linh đi khám mắt rồi khám tai luôn. Một lần một đứa cho đỡ mệt, chứ một lần hai đứa mệt lắm. Hôm nay đi thấy đuối quá trời luôn. Thuốc của Tuyết Linh. Thuốc của Yến Linh. Nhưng mà Tuyết Linh uống ké luôn. Nhưng mà cho hai đứa uống luôn. Hai đứa uống chung luôn. Vì cái này nó bổ sung chất thôi chứ không gì. Năm phòng chứ hả con? Dạ. Năm phòng đi hồi 7 giờ mà về tới 11 giờ mới về. Tội nhất là bà Giao sáng giờ chưa kịp ăn gì, sắp xỉu rồi. Xỉu rồi. Chưa ăn gì hết. Rồi đi hồi 7 giờ sáng cho đến về tới nhà là 11 giờ. Nói chung mà hai đứa nó khỏe mạnh là mừng rồi ha. Dạ mừng rồi. Chứ nó sợ nó bệnh thôi, chứ nó khỏe là đỡ lắm á. Đỡ lắm. Bây giờ hai đứa cháu này nó bác sĩ cho hay biết là một đứa tuần sau tái khám rồi coi không có gì hết, rồi tới 6 tháng sau mấy khám cũng khỏe cho tụi nó. Rồi cô cũng chia sẻ cho các đồng bào trong nước ngoài nước giúp đỡ được hai đứa cháu về là rất cảm ơn gia đình, cảm ơn nhiều. Con chỉ biết vậy, con chia sẻ vậy thôi. Dạ không có gì ạ. Thì cũng thay mặt cô chú cũng như hai bé để cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã giúp cho hai bé ha. Bây giờ là hai bé đã đỡ hơn trước rất là nhiều rồi.